Trước khi bắt đầu thì xin anh em 30 giây quảng cáo này. Mình có bán hàng trên Shopee và cái nick của mình sẽ tên là MedaShop, chuyên bán phụ kiện điện thoại như kiểu là sạc cáp này, sạc dự phòng, tai nghe không dây, sáo nóng lạnh, bao rẻ nhất Việt Nam luôn. Trên đó thì mình cũng sẽ bán cả điện thoại nữa. Mặc định các bạn sẽ được bảo hành vàng 12 tháng tại Mobile City. Những bạn ở xa không thể shop được ấy thì có thể mua tại Shopee cho nhanh nhá. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Xin chào các bạn, trên tay của mình là chiếc Redmi Note 12 Turbo chạy HyperOS ROM gốc nha. Mình chơi khoảng tầm 18 phút tự game Genshin Impact thì kết quả là máy nóng lên 45 độ C. Và sao? Chơi max setting ấy chỉ trụ được khoảng tầm là 10 phút thôi, bắt đầu tụt giảm xuống 2x, mình phải hạ xuống đồ họa trung bình thì gọi là chơi tạm ổn, trung bình nhá. Vẫn sẽ xuống 3x nhưng mà là chơi được nha. Thì trong video ngày hôm nay như đã hứa, mình sẽ gắn cho chiếc Redmi Note 12 Turbo một con sò Memo C07 để xem là khi mà gắn sò ấy thì em này chơi Genshin max setting ra sao các bạn nhá. Cho bạn nào chưa biết ý, thì Memo C07 là một con sò siêu lạnh trong tầm giá 179.000 thôi nhưng mà đóng cả băng luôn các bạn nha. Mình sẽ gắn vào cao nhất có thể. Ok, và hiện tại nhiệt độ của máy đang 45 độ C các bạn nhá. Mình sẽ không cho máy nghỉ, mình để xem là con sò này giảm nhiệt độ ra sao, được chưa? Đây, 20 phút thì còn 67% pin nhá. Mình chơi bằng kết nối Wi-Fi, độ sáng thì mình để khoảng tầm 85% cơ. Mình sẽ dịch chuyển ra khu vực này để bắt đầu đo FPS. Đấy nhá, máy đang nóng 45 độ C các bạn nhá. Để sau khi gắn sò thì nhiệt độ giảm ra sao. Phát hiện ra một cái nhược điểm của con Memo C07 này. Với một số dòng máy quá mỏng như kiểu Note 12 Turbo ấy, cái quai này nó sẽ với lên trên nhiều quá, che một phần màn hình này, đúng không? Nhược điểm nhỏ. Và đồ họa của game thì mình sẽ chỉnh lên nhá. Mình sẽ chỉnh lên là max setting cực cao 60fps, tắt motion blur. Ok. Để mà đảm bảo là lên max setting rồi ấy, thì mình thậm chí là mình out game ra mình vào lại nhá. Tại nãy mình để trung bình mà. Ok, bắt đầu test nào. Đúng là gắn sò thì nó cũng khác thật. Nãy trung bình còn giật này. Ui, giờ mượt luôn. Được của nó đấy. À quên, đo FPS cho anh em. Thế thì quên. 59 anh em ơi, 59-60 này. Được của nó đấy nhỉ. Mình sẽ phép nhắc lại nhé. Cái màn hình của trước 12 Turbo thì không xuất sắc, nhưng mà mình thấy là ok rồi. Không chê được đâu. Có chăng thì nó xấu hơn con Note 13 Pro này, xấu hơn K70, nhưng mà tầm giá nó khác nhau. Note 13 Pro thì làm sao mạnh bằng 12 Turbo đúng không ạ? Mình bảo rồi, màn con này thì không đẹp nhất thôi, nhưng mà nó là ok. Anh em không phải lo đâu nha. Chưa thấy quái nào ta. Đu dây mượt nha. Sao sang đây tối nhỉ? Bão cát. Sao đi gần mất máu à? Ok đấy anh em ạ. Chúng ta có sò nó phải khác ngay. Genshin làm đồ họa đẹp nhỉ. Bảo sao game muốn nặng. Anh em nhìn thấy gợn cát không? Max setting nó phải khác chứ. Dẫm vào dấu chân này. Ush. Anh em có xem phim Dune không? Mỗi lần chơi cái map sa mạc mình lại nhớ đến phim Dune. Hành tinh cát đấy. Ông nào xem chắc biết đúng không? Ông chồng nữa rồi. Mình đang thử lên đỉnh phát. Cao quá. Đủ sức lên không? Sắp lên đỉnh ấy, anh em ơi. Nên xem trên này có gì ấy mà. Đây, lên đỉnh rồi anh em ơi. VIP chưa? Toàn bộ map luôn. Nhưng mà bị che bởi bão cát rồi. Mình thử kéo thời gian xem là có sáng lên không nhé. Vẫn bão. Trên này luôn bão hay sao ấy. Đây có gì không? Không bám được lên cục này. Nhưng mà chính giữa thôi. Chả có gì. Tôn cầm một lèo mãi mới lên. Rồi anh em nhìn bầu trời kìa. Được lầu án nhỉ. Ok mình sang map khác nhá. Map này ít quái quá. Chúng ta sẽ sang bên vực dầu hú quen thuộc. Có 49 nhỉ. Bốn bảy luôn này. Cứ bắn từ xa, bực hết cả mình. Năm x. Này là phải di chuyển liên tục, không là nó cho ăn đòn đấy. Hơi giật nhẹ tí thôi, chơi được anh em nhé.
marketing này. Chụp thế nhỉ? Ui dồi, thôi sao? Bắn cho bà phát hẹo luôn. Ok, mình sẽ sang bên map thứ 3 anh em nhá. Map này chơi ngon rồi. Sang bên Sumeru đi. Đủ sướng nha. Tiết kiệm bao nhiêu thời gian đi lại. Map này siêu nặng luôn. Map này mấy trước ấy, chơi toàn giật ấy. Kể cả là K60 Ultra này, các thứ đều giật nha. Ok. Đủ như mạng nhện vậy. Zathus. Đào đấy. Có số 4x nhưng mà vẫn chơi được anh em ạ. Chưa giật đến mức khó chịu. Ok luôn này. Rồi chắc là mình sẽ ngừng bài test đấy nhé. Tại vì mình chơi được tầm 20 phút rồi. Hiện tại máy tụt xuống còn 56% pin. Để xem là nhiệt độ xuống bao nhiêu nhá. Nhưng mà trước khi xem nhiệt độ thì đây sẽ là cái phần FPS. Được chưa ạ? Trung bình chúng ta được 53 FPS này. Nó có gập ghềnh, có xuống 4x. Nhưng mà đấy, trong quá trình chơi thì không bị giật đến mức khó chịu các bạn nhá. Thậm chí là không con bác thì toàn 5x60 thôi. Nói chung rất là ok. Nhiệt độ máy từ 45 độ C nhá. Sau khi chơi khoảng 20 phút này, gắn sau xuống 40, 41. À đấy, mặt trước nhá, mặt sau này. Mặt sau quan trọng hơn đấy. Đấy, mặt sau nó xuống chỉ còn là 41 này. Nãy là 45 mà. Để xem khu vực gắn sò nhé. Rồi, mười mấy độ luôn anh em ơi, 12. À, 18, 20. Ok, vừa xong thì mình đã gắn sò và test game trên chiếc Redmi Note 12 Turbo chạy HyperWest ROM gốc. Mình thấy nhá, gắn sò chơi map setting vẫn ok các bạn ạ. Tất nhiên, FPS thì khi mà sang map Sumeru ấy, nó có giật xuống 4x nhưng mà đấy, chơi được các bạn nhá. Và thực sự là hiệu năng con này rất ngon cho tầm giá. Vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Redmi Note 12 Turbo? Em nó còn xứng đáng cho tầm giá hay không? Cũng như các bạn đánh giá sao về chiếc Memo C07, để lại comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên check mức giá cả hai sản phẩm này dưới phần mô tả cũng như bình luận của video. Rồi xin chào, bye bye.